Sáng nay, đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân thành phố do ông Nguyễn Thành Tiến, trưởng ban đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố dẫn đầu, đã có buổi giám sát việc thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2021 và việc thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu. Sau khi thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, bộ máy hoạt động của phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu giữ vững hoạt động, phục vụ tốt các yêu cầu của người dân. Tuy nhiên, do số lượng cán bộ công chức người hoạt động không chuyên trách giảm so với trước đây, nên cán bộ công chức người hoạt động không chuyên trách phải kiêm nhiệm nhiều việc. Nguồn thu ngân sách của phường trong 9 tháng đầu năm cũng bị ảnh hưởng khá lớn. Qua buổi giám sát, phường kiến nghị thành phố tiếp tục thực hiện phân cấp cho địa phương trên một số lĩnh vực, tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công chức về chữ ký số, nâng hạn mức chi phí hành chính cho cán bộ công chức và người hoạt động không chuyên trách, đầu tư kinh phí hỗ trợ địa phương nâng cấp công nghệ thông tin.